À, kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 30 tháng 6 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay Lộc miền Nam trên kênh nó về được cái lộc, đó là cái con A78 ở trên cái đài Sóc Trăng. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày 30 tháng 6 trên đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Tây Ninh mình dự đoán cái cặp 23-32, còn An Giang mình là dự đoán cái cặp 37-73, Bình Thuận mình là dự đoán cái cặp 02-20. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn trong ngày mai.